Bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ 33 của truyện dài Ngày Chủ Tịch của tác giả Trường Sơn Lê Xuân Nhị. Vốn cũng biết chút ít về võ nghệ phương Đông, Larry thò tay điểm vào một cái huyệt ở phía trên bắp tay chỗ gần nách. Ngón tay nó bấm vừa xong thì nó phấn khởi khi nhận thấy máu lưu hoành trong cơ thể, đặc biệt nhất là sau chỗ bắp tay đã trở nên chậm lại. Nhưng nỗi phấn khởi chưa kéo dài được lâu thì Larry lại nghĩ tới một chuyện khác. Tuy số lượng máu lưu thông bây giờ đã chậm lại, nhưng vẫn chưa phải là kế vẹn toàn. Nọc độc vẫn tiếp tục đi lên, nhưng đi một cách chậm hơn. Larry biết tình trạng này kéo dài thì nó cũng sẽ chết. Có điều sẽ chết chậm hơn một chút. Chậm hơn, nhưng lại đau đớn hơn là cái chắc. Nó liền nghĩ đến một chuyện khác là dùng một sợi dây để buộc chặt cánh tay mình lại. Nhưng người ta vẫn làm trong những trường hợp như thế này. Nghĩ là làm liền. Larry phóng ra nhà bếp. Larry kéo tung hết tất cả những cái hộc tủ ra để tìm một sợi dây, nhưng chẳng thấy gì cả. Nhưng trong nhà bếp lúc ấy chỉ có dao, có chén dĩa, nhưng hoàn toàn không có dây nhợ gì cả. Trong khi đó chất độc từ từ và tiếp tục đi lên. Larry xoay người một vòng và khi nhìn thấy con dao phay để trên bàn thì nó biết là nếu nó muốn sống, nó phải có một hành động quyết liệt hơn nữa. Quyết liệt như là chặt đứt bàn tay đang bị nhiễm độc của mình đi và phải chặt càng sớm càng tốt. Vì để một chút nữa máu lên tới tim thì coi như đời nó tàn. Tuy nhiên, quyết định chặt đứt một bàn tay của mình không phải là một quyết định dễ dàng ai cũng có thể làm được. Một người bình thường chưa dám nghĩ đến chuyện tự mình nhổ răng mình, nói gì đến chuyện chặt đứt một bàn tay. Nhưng Larry không phải là một con người bình thường. Nó vốn là một thằng giang hồ bạc mạng, đã từng vào sinh ra tử, từng giết người và từng xém bị giết bao nhiêu lần. Sự sống dưới mắt nó đơn giản trong sự chọn lựa. Nếu nó không dám chặt bàn tay của nó thì nó sẽ chết. Và ngược lại, nếu nó muốn sống thì nó phải chặt bàn tay nó đi. Theo Larry, sống mà bị thiếu một bàn tay thì cũng còn tốt hơn là chết mà tay chân còn đầy đủ. Và không quyết định thì thôi, còn một khi đã quyết định thì phải làm liền. Thế là Larry liền để bàn tay của mình lên mặt bàn, thò tay chụp con dao phay. Larry nhìn xuống bàn tay bây giờ đã bắt đầu căng phồng lên một lần cuối. Nói lời từ giã rồi, nghiến răng chặt mạnh con dao xuống bàn tay mình, vào cổ tay, ngay phía dưới chỗ đeo đồng hồ. Vì Larry đeo đồng hồ ở tay trái. Một tiếng phập ghê rợn vang lên khi con dao phay của thằng Chen chém xuống. Sức chém khá mạnh và con dao quá bén, nên sau tiếng phập là bàn tay của Larry bị chặt lìa, bay tuốt lút ra và rớt xuống đất. Cảm giác đau đớn mới đầu như không có. Chỉ sau khi nhìn thấy bàn tay của mình nằm trên nền nhà, Larry mới bắt đầu thấy đau. Đồng thời máu từ chỗ bàn tay bị chặt đứt buông ra có vòi. Đồng thời với sự đau đớn, Larry cũng bắt đầu nhận thấy áp lực của những nọc độc từ từ giảm hẳn. Lý do đơn giản là tất cả nọc độc bây giờ bắt đầu theo máu, chảy ngược trở ra nơi chỗ bàn tay bị chặt. Nhìn những giọt máu đen ngòm chảy xuống bàn, Larry bất giác nghiến răng hét to lên một tiếng. Tao là kẻ chiến thắng! Larry biết mình không có nhiều thời giờ để phí trong trường hợp này. Nó lấy một miếng vải quấn vào vết thương tạm thời cho máu bớt chảy rồi chạy đến một hộp áo phiện ra. Larry lấy ra mấy miếng áo phiện, một miếng bỏ vào miệng nhai, mấy miếng kia nó hòa vào với nhau thành một miếng lớn rồi đắp lên vết thương. Lạ lùng thay, khi vết thương đang rỉ máu được đắp lên một miếng thuốc thì máu cũng bắt đầu chảy chậm lại và ngừng hẳn trong vòng nửa phút đồng hồ. Phần Larry, cơn đau đớn sau khi bàn tay mình bị chặt đứt cũng từ từ dịu lại, khi nó bắt đầu nhai miếng áo phiện. Mới đầu là dịu lại, từ từ rồi cuối cùng nó không còn thấy đau đớn gì nữa. Ai bảo áo phiện là một thứ chất độc của nhân loại, trong trường hợp nào thì đúng. Nhưng như Larry, trong trường hợp này thì nó đã cứu được thằng Larry. Vì thế,
Có thể nói, áo phiện đôi khi cũng rất là hữu ích cho đời sống của nhân loại. Tuy không còn cảm thấy đau đớn nữa, nhưng Larry bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và đuối sức. Larry biết rằng dù bàn tay nó đã bị chặt và chất độc đã chảy ra ngoài, mạng sống nó không còn nguy hiểm nữa. Nhưng nó biết một phần nào của chất độc của con rắn đã chảy vào tim nó. Những chất độc này sẽ trở nên nguy hại cho sức khỏe của nó về sau này. Muốn diệt được những nọc độc nguy hại này, nó chỉ còn có một cách. Larry đã sống khá lâu ở Hồng Kông để biết người Á Đông có một cách trị độc rất hay. Đó là đốt những vật gì đã cắn mình ra thành than. Rồi ăn nó thì tự động chất độc của nó sẽ trở thành vô hại. Larry đã có lần nhìn thấy một người bị một loại ong độc cắn. Loại ong này đã cắn chết nhiều người trước đó. Người bị ong cắn hôm đó điềm nhiên bắt lấy con ong, móc hột quẹt ra đốt nó thành than rồi xé ra làm đôi. Một nửa hòa với nước bọt để đắp lên vết thương, rồi một nửa kia bỏ vào miệng nuốt chửng. Kết quả là vết thương của người ấy xẹp xuống ngay và hắn không bị phản ứng gì cả của con ong độc như những người khác. Nghĩ như thế, Larry liền bước trở lại phòng ngủ, kéo xác con rắn lên. Con rắn khá lớn, Larry biết nó không thể ăn hết được, nó chỉ ăn những phần nào quan trọng. Thế là Larry đem con rắn trở vào nhà bếp, dùng dao chặt đứt đầu con rắn rồi đốt lò sưởi lên, bỏ đầu con rắn vào đốt nó ra thành than. Đốt con rắn xong, Larry cũng đến nhặt bàn tay của mình lên và quẳng vào lò sưởi. Rồi nó ra ngồi nơi phòng khách, đưa cái đầu con rắn mà bây giờ nó đã đốt cháy thành than vào miệng nhai rau ráo. Ngồi nhai đầu con rắn, Larry có chút thì giờ để suy nghĩ về những gì xảy ra. Điều quan trọng nhất là nó biết cả phái đoàn của mình, kể cả sếp lớn Andrew mặt mụn, chưa chắc phải là đối thủ của thằng Jen. Larry suy nghĩ và thấy rằng chỉ trong vòng không tới nửa tiếng đồng hồ, nó đã mở mắt ra khá nhiều để học được bài học đau đớn này. Cách đây chừng nửa tiếng đồng hồ, nó bước vào đây là một nhà thám tử, một thanh tra lừng lẫy mà ai nghe nói tới tên cũng phải khiếp sợ của sở cảnh sát Hồng Kông, đi kiếm một thằng tội phạm vô danh tiểu tốt tên là Chen. Chỉ nửa tiếng đồng hồ sau khi thằng bạn nó, thằng Sáu Sơn Đông, bị một mũi giáo đâm thật ngọt từ trên đỉnh đầu xuống, và chính cá nhân nó thì phải dùng dao phay để chặt đứt cánh tay mình, thì Larry biết thằng Trang không phải là một tên tội phạm tầm thường, mà là một thằng có tài xuất quỷ nhập thần. Dĩ nhiên là khi bị một vố đau như thế thì nó phải căm hận và phải nhất định ăn gan xẻ thịt thằng này để rửa hận. Nhưng Larry còn có đầu óc để hiểu rằng cú đi Luân Đôn này, nếu chúng nó không cẩn thận thì có thể sẽ chẳng còn bao giờ còn sống được để trở về lại Hồng Kông, nơi Larry hy vọng sẽ được cất nhắc lên chức vụ tư lệnh cảnh sát. Sau khi ngồi suy nghĩ và tính toán lợi hại một lúc, Larry quyết định thông báo chuyện này cho đàn anh Andrew mặt mụn để đàn anh tìm cách đối phó. Nhai hết cái đầu con rắn một cách ngon lành xong, Larry sửa sang lại quần áo, dùng vải quấn thật chặt bàn tay chỗ bị chặt đứt của mình và bước xuống cầu thang. Larry vừa xuống khỏi cầu thang thì thằng an ninh đã chạy ra. Nó trợn mắt chỉ vào bàn tay cục của Larry và nói một câu vô duyên. Thưa ngài, nếu tôi không lầm thì lúc ngài đến đây tôi thấy ngài có cả hai tay. Trước câu hỏi ngu si đó, Larry vẫn giữ được vẻ phớt tỉnh lạnh lùng của một người dân ăn lê quý tộc. Nó trả lời một cách lạnh lùng, không tức tối mà cũng không nuối tiếc. Thưa ngài, tôi mới vừa bị mất một bàn tay vì một tai nạn nhỏ. Tôi đồng thời cũng mất luôn người bạn cảnh sát của tôi, người bạn Á Đông mà ngài thấy đã đến đây chung với tôi. Thằng an ninh nghe như thế thì hoảng kinh hồn vía. Tuy hoảng kinh hồn vía, nhưng nó vẫn giữ được vẻ phất tỉnh ăn lê như người đối thoại. Nó chỉ buông thõng một câu lạnh lùng. I see. Nhắc lại. Trong ngôn ngữ ăn lê, cái chữ IC có nghĩa là tôi hiểu được, một câu rất bình thản và lạnh lùng của người ăn lê. Thằng an ninh hỏi tiếp, thưa ngài, tôi có thể giúp gì được cho ngài? Tôi muốn thông báo cho ông biết là cái xác chết của người bạn tôi hiện còn nằm ở trên.
Chúng tôi sẽ thu xếp để đem nó ra. Tạm thời tôi muốn ông coi như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện này của chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết lấy được. Ngài có thể tin tưởng tôi chuyện đó được. Tôi cần ông gọi cho tôi một chiếc taxi. Xin ngài cứ ngồi đây chờ đợi, tôi sẽ gọi cho ngài ngay. Larry ngồi xuống ghế và nhắm mắt thiếp đi một lúc để lấy sức. Giấc ngủ rất ngắn, chỉ cần 10 phút thôi nhưng đã giúp cho nó lấy lại phần nào sức lực cần có. 15 phút đồng hồ sau, nó đã ngồi phía sau một chiếc taxi. Nó ra lệnh cho tài xế trực chỉ về Bộ Tư lệnh Cảnh sát. Sáng hôm đó, sau khi cho Larry và Sáu Sơn Đông đi rồi, Andrew mặc mộng dắt hai thằng đàn em còn lại của mình, thằng Bảy Triều Châu và một thằng An Lê khác tên là Troy, đi vào Bộ Tư lệnh Cảnh sát để ngồi chờ tin tức của bọn Sáu Sơn Đông và Larry. Trong lúc chờ đợi, Andrew mặc mộng vào ngồi trong văn phòng để lo điều hành và giải tỏa những công việc hàng ngày của Sở Cảnh sát Luân Đôn. Vốn đã từng làm ông cò ở Hồng Kông đã lâu, nên khi nhận chức ông cò Luân Đôn, Andrew mặc mộng thấy công việc chẳng có gì khó khăn cả. Công việc của cảnh sát thì chỗ nào lại chẳng giống chỗ nào cũng có ăn cắp, giết người, hãm hiếp, vân vân. Andrew mặc mộng giải quyết và chỉ thị những việc quan trọng, bao nhiêu chuyện còn lại nó giao hết cho người phụ tá già để giải quyết. Andrew mặc mộng ngồi giữa đám nhân viên cao cấp cảnh sát, tay thì phê, miệng thì phán, nhưng trong lòng thì cứ bấn lên, không thể nào cầm trí được. Cái hình ảnh đau thương của người đẹp Wilson nằm trong tay thằng Trang làm cho nó chẳng còn lòng dạ nào để nghĩ tới chuyện khác. Ngồi một lúc, nhìn đồng hồ xem chừng đã có kết quả mà chưa thấy thằng Larry cùng Sáu Sơn Đông trở về. Andrew mặc mộng bắt đầu thấy lo. Nó ngoắc tay cho gọi thằng đàn em tên Troy đang đứng phía ngoài vào, hỏi nhỏ vào tay thằng này. Bọn thằng Larry có đem tin tức gì vậy không? Tôi ngài chẳng thấy gì cả. Mày ra ngoài ngồi chờ chừng nửa tiếng nữa, mà không nghe thấy tin tức của chúng nó thì vào đây nói cho tao biết. Tao sẽ đích thân đi tìm. Troy gật đầu bước ra. Lần này thằng Troy ngồi gần nửa tiếng đồng hồ, sắp sửa đứng dậy để đi vào thông báo cho sếp biết, thì nó nhìn thấy thằng Larry bước từng bước một lên cầu thang một cách không bình thường. Troy nhìn bạn mình và nhận ra ngay thằng này có cái gì khác. Nó nhìn kỹ hơn một chút thì nhận ra cánh tay đang quấn đầy băng của thằng Larry. Nhìn kỹ hơn chút nữa thì Troy nhìn thấy là bàn tay thằng này đã bị cụt. Dù là một tay anh chị khác tiếng, nhưng nhìn thấy cái cảnh thằng bạn mình đương không bị cụt tay như thế, thì nó cũng không tránh được việc rùng mình. Troy thốt lên một tiếng. Larry, lạy chúa, chuyện gì xảy ra vậy? Chắc mày đụng độ với thằng chó đẻ hả? Larry lắc đầu chán chường nói. Nếu đụng độ được với nó một trận mà bị mất một cánh tay thì tao cũng cho là đáng. Đằng này tao chưa được nhìn thấy mặt nó, chưa được đánh nhau với nó một trận mà đã bị cụt mất một cánh tay. Lại bị mất luôn cả thằng Sáu Sơn Đông thì mới thật là đau lòng. Troy nghe như thế thì giật mình lên. Nó nhìn quanh quất rồi nói nhanh. Chuyện xảy ra như thế nào, vào trong này kể cho tao nghe. Hai thằng cảnh sát vào một văn phòng trống gần đó nói chuyện. Bảy Triều Châu đang ngồi gần đó cũng vào luôn. Ở trong phòng Troy hỏi. Mày làm sao mà cánh tay như thế? Ai chặt tay mày? Larry ngồi xuống ghế lắc đầu. Chẳng ai chặt tay tao cả. Tao tự chặt lấy cánh tay tao. Troy nhảy dựng lên một phát. Mày tự chặt lấy cánh tay mày? Phải, tao bị rắn cắn. Nếu không chặt tay thì tao không sống được. Larry bắt đầu kể tất cả những chuyện xảy ra khi nó và thằng Sáu Sơn Đông bước vào căn phòng của thằng Trang. Larry nghe tới đâu thì nghiến răng trợn mắt tới đó. Phần thằng Bảy Triều Châu nghe việc Sáu Sơn Đông bị cây giáo đâm chết thì lắc đầu liên tiếp mấy phát. Đàn anh hen mặt khỉ nói đúng quá. Đàn anh còn dặn dò tụi mình phải ráng giữ gìn mạng sống, chờ cho đến khi đàn anh sang thì mới có kế trị thằng Trang được. Vốn là một người Á Đông nên nó không dám coi thường thằng Trang như bọn cảnh sát da trắng. Bây giờ nghe như thế thì nó còn khiếp đảm hơn nữa. Tuy nhiên Bảy Triều Châu không phải là một thằng hiền lành gì. Nó nhận thấy rằng nếu cần phải chết thì nó cũng sẵn sàng chết được. Thằng Troy thì bắt đầu mở mắt ra để thấy rằng chúng nó đã quá coi thường thằng chó đẻ này.
Nếu nó giăng bẫy được ở trong nhà nó thì chắc nó có thể còn làm được nhiều chuyện khác nữa chứ chẳng không. Rồi suy nghĩ một lúc rồi nói, tao sẽ trình lại mọi việc cho sếp. Bây giờ thì mày phải vào nhà thương gấp, mọi việc để tao lo. Larry nhún vai, tao không biết nhà thương có làm được gì nữa không. Mày phải vào nhà thương cho bác sĩ băng bó gấp, đi liền đi. Nhà thương cũng ở gần đây thôi, để tao gọi cho người lấy xe cảnh sát chở mày đi. Rồi quay sang ra lệnh cho Bảy Triều Châu. Mày đưa Larry xuống, lấy một chiếc xe cảnh sát rồi chở nó vào nhà thương cho tao. Xong rồi về để gấp, chắc chắn là sếp sẽ có chỉ thị mới cho mày. Nói xong Troy bỏ đi ra ngoài liền. Andrew mặt mụn đã giải quyết xong mọi công việc, đang ngồi tư lự thì nhìn thấy thằng Troy xuất hiện ngoài cửa. Thấy mặt thằng đàn em thì nó biết liền là đã có chuyện gì không suôn sẻ đã xảy ra. Andrew mặt mộng liền ra lệnh cho đám cảnh sát trong văn phòng mình rút ra ngoài. Troy đóng cửa lại và nói, tôi sếp có chuyện bất ổn. Nhìn mặt mày thì tao biết rồi, nhưng chuyện bất ổn như thế nào? Tôi sếp thằng Sáu Sơn Đông chết rồi, còn thằng Larry thì còn sống nhưng bị cụt một cánh tay. Andrew mặt mộng nhăn mặt lại, chuyện xảy ra như thế nào? Troy vắn tắt kể lại mọi chuyện cho sếp nghe rồi kết luận. Tình hình bây giờ là như thế đó, sếp muốn tụi tôi làm gì? Andrew mặt mộng đang ngồi trên cái ghế xoay vĩ đại của tư lệnh cảnh sát Luân Đôn. Nó xoay cái ghế một vòng rồi nhìn vào bức tường phía sau lưng mình. Lần đầu tiên Andrew mặt mộng bắt đầu thấy ngán thằng Trang. Nó nguy hiểm hơn mình nghĩ gấp mấy lần. Andrew mặt mộng xoay ghế trở lại nói, mày chạy ra mời cha phụ tá tư lệnh vào đây cho tao. Rồi đi liền và trở lại. Cha tư lệnh phó già Andrew mặt mộng hỏi, mình có lực lượng cảnh sát chìm phải không? À thưa ngài có, tao muốn ông giao cho tôi khoảng 15 tay cảnh sát chìm, để cho phụ tá trôi đây của tôi sử dụng, chừng nào thì ông có được. Thưa ngài, chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ thôi. Tốc đi liền đi, và cho họ tập hợp ở văn phòng bên cạnh, thằng trôi sẽ chỉ thị cho họ. Ngài phụ tá già bước ra, Andrew mặt mộng nói liền với trôi, theo mày nói thì ở chỗ đó có rất nhiều áo phiện. Troy gật đầu, Andrew mặt mộng tiếp. Nếu như thấy thì trước sau gì thằng Trang cũng phải trở lại đó để lấy thuốc. Việc mày sắp làm rất đơn giản. Mày cho bọn cảnh sát chìm bí mật canh gác căn gác của nó. Hãy nó trở về là cảnh sát chìm nhau ra, tóm cổ nó cho tao. Troy đề nghị, mình có thể mướn luôn một căn phòng sát bên nó để canh chừng. Andrew mặt mộng xua tay. Mày muốn làm thế nào mặc ý? Đi chuẩn bị liền đi, mày cho đem cái xác của thằng Sáu Sơn Đông về nhà xác và tìm cách chôn cất nó. Chuyện này phải làm thật kín, tao không muốn ai biết chuyện này cả. Bảy Triều Châu gật đầu ghi nhận. Andrew mặt mộng tiếp. Một điều quan trọng khác là mày nhớ dặn bọn cảnh sát chìm ở đây là thằng này là một thằng du đảng rất nguy hiểm. Tao muốn cảnh sát bắt sống nó, nếu bắt sống được thì tốt, còn không thì giết chết nó cũng được. Sếp muốn tôi ở đó với chúng nó để canh chừng việc bắt thằng Trang luôn hay sao? Không, chuyện đó cảnh sát chìm lo được. Tụi nó cũng là dân thiện nghệ chứ không phải dân thường. Chúng nó sẽ biết cách đối phó với thằng Trang. Tao muốn mày về đây với tao, tao sẽ có kế hoạch khác với thằng Trang. Thằng Bảy Triều Châu đâu rồi? Nó chở Larry vào nhà thương và sẽ trở về liền. Tao, cút cha mày đi. Thằng đàn em đi rồi, Andrew mặt mụn bắt đầu suy nghĩ về việc bắt thằng Trang. Nó biết một điều quan trọng là một giây phút đồng hồ qua đi mà nó không bắt được thằng Trang là một giây phút đồng hồ đau khổ. Cứ nghĩ đến cảnh người đẹp Wilson nằm trong tay thằng Trang, thì nó như muốn nổi cơn điên lên. Nhưng tình hình như thế này thì không biết chừng nào nó mới tóm cổ được thằng Trang. Andrew mặt mụn đứng lên rồi lại ngồi xuống, suy nghĩ nát óc để tìm thằng Trang. London là một thành phố lớn. Kiếm một thằng như thằng Trang là một chuyện như mò kim đáy biển. Đặc biệt hơn nữa, thằng Trang tuy là tàu lai, nhưng nó có một bộ mặt của người da trắng. Nếu ai không biết nó thì không thể nào ngờ nó là người có hai dòng máu. Andrew mặt mụn đi đứng một hồi, suy nghĩ nát óc nhưng cũng chưa tìm ra giải pháp. Đang suy nghĩ thì bỗng có tiếng gõ cửa, Andrew mặt mụn hét lên. Ai đó? Thôi sếp, Bảy Triệu Châu và Larry. Andrew mặt mụn liền tỉnh giấc nói liền, vào. Bảy Triều Châu và Larry bước vào. Andrew mặt mụn nhìn xuống bàn tay cục của thằng đàn em nói, tao phải khen ngợi sự nhanh trí của mày.
Sống sót được là chuyện quan trọng nhất, sống mà mất một cánh tay cũng còn hơn chết mà đầy đủ tứ chi. Larry đáp, thưa sếp, tôi rất lấy làm buồn vì đã không làm được những gì sếp giao phó. Đừng có lo chuyện đó, ngay cả tao mà cũng làm thằng chó đẻ đó thì nói gì tới mày, tụi mình đã coi thường nó quá. Andrew mặt mụn nhìn xuống cánh tay thằng Larry rồi nói tiếp, bây giờ tao muốn mày về lại nhà tao, mày có thể nghỉ ngơi ở đây và đồng thời giữ nhà cho tao luôn. Larry gật đầu, nhưng nó vừa quay lui thì Andrew mặt mụn gọi giật nó lại. Khoan đã. Thưa, sếp dạy gì? Tao muốn mày sang gặp lão phụ tá tư lệnh, lấy cho tao 10 thằng cảnh sát chìm nữa. Tụi mày chia ra canh gác cái lâu đài của tao cho cẩn thận. Một thằng như thằng Trang mà cứ theo những gì nó đã làm thì tao đoán á, là nó có thể còn có nhiều pha ngoạn mục và bất ngờ nữa. Vậy luôn đông lần này tao đã bị nhiều cú bất ngờ, không muốn thêm một cú bất ngờ nào nữa. Larry gật đầu sốt sắng. Sau khi chặt đứt cánh tay mình thì tinh thần thằng Larry xuống dốc thê thảm. Nó không muốn mất cánh tay còn lại. Hơn nữa cơn mệt mỏi bắt đầu thấm vào người nó. Nó muốn phóng lên giường và nghỉ ngơi một chút. Larry đi rồi, Andrew mặt mụn quay sang thằng Bảy Triều Châu. Mày là người Á Đông, và người Á Đông tụi mày giống có nhiều quỷ kế. Mày nghĩ thử cho tao một cái quỷ kế để tao bắt sống thằng Trang coi. Bảy Triều Châu tính nói gì đó, nhưng lại thôi. Andrew mặt mụn nhìn thấy thế thì cười liền. Hay mày muốn nói gì? Nói đi. Thưa sếp, sếp cho phép thì tao mới dám nói. Tôi thấy người duy nhất ở đây có thể trị được thằng Trang là đàn anh tôi, hen mặt khỉ. Nếu đàn anh tôi sang được bên này thì đàn anh sẽ có phép trị thằng chó đẻ để trả thù cho Sáu Sơn Đông và Larry. Andrew mặt bụng gật gù cái đầu. Mày nói đúng, và tao đã nghĩ tới chuyện này. Tao có thể đánh điện tín gọi nó sang liền. Nhưng mà bây giờ chờ cho tới lúc nó sang tới đây thì cũng phải mất ít nhất là 2 tuần lễ. Đàn anh có thể sang chậm nhưng chậm còn đỡ hơn không? Andrew mặt mụn cúi đầu suy nghĩ rồi nói, tốt, thế thì tao sẽ đánh điện cho nó sang liền, nhưng từ bây giờ cho tới đó mình phải làm gì? Mình vẫn tiếp tục kiếm nó, nhưng có điều là mình phải cẩn thận hơn thôi. Andrew mặt mụn nhìn thằng Bảy Triều Châu, nó tuy là người Tàu, nhưng thuộc vào hạng to con và võ nghệ thì thuộc vào hạng tuyệt luân. Thằng này tay không có thể đánh chết hổ báo và không tối nào mà không tập võ cỡ 3-4 tiếng đồng hồ, chẳng những thế. Nó còn biết sử dụng súng và bắn rất hay. Đó là lý do tại sao Andrew mặt mụn mang nó sang Luân Đôn. Andrew mặt mụn nhìn Bảy Triều Châu nói, đúng, bây giờ tao muốn mày trở thành vệ sĩ cho tao. Tao muốn mày phải đeo súng trong người. Và khi tao đi đâu thì phải theo tao bén gót, không được rời một bước. Khi tao ở trong văn phòng thì mày phải ở ngoài và tất cả những ai bước vào văn phòng tao. Không biết người đó là ai, mày phải xem thử người đó có nguy hiểm cho tao hay không. Mày có làm được không? Bảy Triều Châu nghe như thế thì đứng lên liền. Thưa sếp, sếp đã tin tưởng đàn em như thế thì à, Bảy Triều Châu này sẽ khắc cốt ghi xương. Nguyện đem tấm thân khuyển mã này để báo đền sự tin tưởng của sếp. Bảy Triều Châu có thể hứa một câu là ngày nào mà Bảy Triều Châu này còn sống thì sẽ không có người nào, dù nguy hiểm đến đâu có thể chạm được tới người sếp. Bảy Triều Châu xin long trọng hứa với sếp như thế. Andrew mặt mụn nghe thằng đàn em nói như thế thì không thấy vui lòng nhưng mặt lại sụ lại. Ở Hồng Kông khá lâu, cho nên Andrew mặt mụn cũng biết tên chuyện dị đoan. Thằng này mới nhận được công tác mà nói như thế là một cái điểm không tốt rồi. Tại sao nó lại nói câu ngày nào mà Bảy Triều Châu còn sống? Nói như thế thì chắc nó cũng sắp chết rồi. Mà nó mà chết thì cái mạng của mình chắc cũng đi đoan. Phần thằng Bảy Triều Châu sau khi đã thề thốt long trọng như thế, mà không thấy sếp nói gì thì nó cũng không hiểu tại sao. Vốn là một võ sĩ, nhưng đầu óc nó không sáng sủa lắm để suy nghĩ việc gì đã xảy ra. Andrew mặt mụn nói, mày nhận được chỉ thị rồi, bây giờ cút cha mày ra ngoài kia mà canh gác đi, nhớ cẩn thận. Bảy Triều Châu cúi đầu chào sếp rồi bước ra ngoài. Tập thứ 33 đến đây chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ 34.